Trong các video mình làm về laptop thì đọc được rất nhiều các comment, các bình luận của anh em hỏi là: anh ơi, mẫu laptop gaming này có làm được đồ họa hay không? Mẫu laptop này làm đồ họa ra sao? Anh chọn cho em một mẫu laptop để làm đồ họa. Vì thế ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em lựa chọn mẫu laptop làm sao để làm đồ họa được chuẩn nhất. Khi chọn mua cho bản thân một mẫu laptop, các bạn thường đặt cấu hình lên trên hàng đầu đúng không? Rất nhiều bạn làm thế vì rõ ràng khi bỏ ra một số tiền thì chắc chắn các bạn muốn số tiền đấy phải mua một mẫu laptop gaming cấu hình làm sao nó phải cao nhất. Điều này đúng, tuy nhiên các bạn hãy đặt cái vấn đề trải nghiệm thực tế của bản thân và mức ngân sách tối đa các bạn có thể chi ra cho một mẫu laptop là bao nhiêu rồi mới tới lượt cấu hình. Vì sao ư? Đầu tiên là các mẫu laptop được trang bị sẵn một lượng RAM không được cao cho lắm, từ 4 đến 8GB thôi. Thực ra thì không phải là quá ít, các bạn vẫn có thể làm việc liên quan đến đồ họa này, làm office, làm công việc văn phòng đều rất là tốt. Tuy nhiên, nếu như các bạn làm chỉnh sửa ảnh bằng bộ công cụ của Adobe hay là bộ công cụ của Autodesk thì việc các bộ công cụ này sử dụng một lượng RAM lớn rõ ràng luôn. Ví dụ như bộ công cụ đến từ Adobe, anh em có 4GB RAM, nó ăn kiểu 4GB, có 8GB, nó ăn kiểu 8GB và anh em có 16GB, nó sẽ ăn kiểu 16GB. Và vấn đề nằm ở phần trải nghiệm nữa, đó chính là về phần màn hình. Tùy thuộc vào môi trường bạn làm việc, bạn có thể lựa chọn cho bản thân mình mẫu laptop có độ sáng cao này hoặc là thấp. Thì nếu như bạn làm những công việc có ánh sáng phức tạp, ví dụ như mình ở đây, thì mình rất cần các mẫu laptop có độ sáng cao. Tuy nhiên, nếu như bạn sử dụng ở trong môi trường trong nhà thôi thì bạn có thể mua các mẫu laptop có độ sáng trung bình để không gây mỏi mắt. Và cái tiếp theo, cố gắng mua cho mình các laptop có màn hình IPS trở lên hoặc các mẫu màn hình TN nó có chất lượng cao cao một chút. Ở trong mức giá tiền mà anh em bỏ ra chẳng may thấp chẳng hạn ấy, thì anh em không thể lựa chọn quá nhiều vào phần màn hình được. Thì anh em có thể lựa chọn các màn hình TN, nó chất lượng hiển thị nó phải tốt một chút, còn không cứ cố gắng IPS cho mình. Cổng kết nối cũng là một điều cần phải quan tâm. Bạn nghĩ xem, mình mua mẫu laptop bao nhiêu cổng kết nối là đủ? Ví dụ nhá, khi mà làm việc bạn cần cắm những gì? Ít nhất là thêm một cái chuột và thêm một ổ cứng gắn ngoài, vậy là cần tối thiểu là 2 cổng USB, hoặc nếu anh em cắm thêm bàn phím là 3 cổng. Mình mua mẫu laptop và nó chỉ có duy nhất 3 cổng USB Type A thôi. Thực sự là mình cắm nhiều khi cảm giác hơi thiếu thật. Tuy nhiên, đấy là do mình lựa chọn ở mức tối thiểu như vậy, bởi vì trên các mẫu laptop ấy thì thường nó sẽ có trang bị từ 2 đến 4 cổng, hoặc một số các mẫu laptop nó có thêm cổng Thunderbolt 3 hoặc là cổng USB Type-C, anh em có thể mở rộng ra rất là nhiều. Và cái tiếp theo, nếu như là mọi người thường xuyên làm ảnh hay là mình một số cái thứ linh tinh ấy, thì anh em hãy lựa chọn các mẫu laptop có sẵn khe thẻ SD thay vì việc anh em phải mua thêm một cái dock chuyển đổi ở bên ngoài. Cuối cùng thì chúng ta mới quan tâm đến cấu hình. Tối thiểu các bạn nên lựa chọn các mẫu laptop trang bị CPU thế hệ 8 trở lên, kể cả CPU Core i3 cũng được. Vì sao? Bởi vì các thế hệ CPU thứ 8 của Intel đã được cải tiến rất nhiều về phần hiệu năng rồi. Nó không yếu đuối như ngày xưa, nên các mẫu laptop giá rẻ để dùng để làm việc thì vẫn rất ổn. Còn combo mà các bạn hay sử dụng nhiều nhất ấy, đó chính là CPU Core i5 8265U cộng card đồ họa MX, MX450, MX250 cũng được. Các mẫu laptop sử dụng combo này sẽ mức giá khoảng độ từ 18 triệu trở xuống. Anh em có thể sử dụng để làm việc rất là ok với những bạn sinh viên rồi. Và đương nhiên, tối ưu nhất, mình xin nói thẳng, đó là việc anh em lựa chọn cho bản thân mình các mẫu laptop gaming. Bởi vì các mẫu laptop gaming ấy thì giá đầu tiên nó sẽ rất là rẻ, và cái thứ hai nó sẽ sử dụng các CPU dòng H, các CPU hiệu năng cao. Ví dụ như anh em chọn mua của Acer thì có Acer Strix này, TOF này, Acer thì Acer Nitro này, Predator này, Lenovo Collision, Dell này, Dell hình như là có Dell G3 này, và HP Pavilion Gaming. Và những cái tên mình vừa kể trên sẽ có mức giá dao động rất là lớn, từ khoảng 18 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng, giá nào cũng có cả. Đây sẽ là mức giá không phải hữu nghị cho tất cả các bạn sinh viên, nhưng nó đáng để các bạn mua để có thể sử dụng. Bởi vì các dòng laptop gaming ấy, nó sẽ được hiệu năng CPU thứ nhất là cao này, card đồ họa tiêu chuẩn này, đều từ 1050 trở lên này, và hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Anh em có thể làm các công việc đồ họa nặng trong thời gian dài để không phải lo vấn đề ảnh hưởng đến độ bền của máy. Vậy thì mình sẽ tóm gọn lại những điều bạn cần quan tâm như này. Đầu tiên, đối với những bạn có mức chi không quá là lớn thì hãy tập trung thứ nhất, đó chính là chọn mua cho mình một mẫu laptop giá rẻ có màn hình IPS trở lên, sử dụng CPU thế hệ 8, và nếu có thể thì có thể lựa chọn một phiên bản có card đồ họa rời đến từ Nvidia. Và hãy chắc chắn cho mình dành ra một khoản nhỏ, tối thiểu bao nhiêu nhỉ, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mua thêm cho mình một thanh RAM 4GB, bởi vì các mẫu laptop giá rẻ hiếm mẫu laptop được trang bị sẵn 8GB lắm. Điều thứ hai, đối với những bạn có mức chi cao hơn 20 triệu đồng thì các bạn có thể lựa chọn các mẫu laptop CPU dòng H, các CPU hiệu năng cao có trang bị card đồ họa rời từ GTX 1050 trở lên, và hãy dành thêm tiền đó để mua các phụ kiện, không phải quan tâm là mình có nên lựa chọn CPU Core i5 hay Core i7. Chọn Core i5 cho mình, Core i5 đã sử dụng ở các bạn sinh viên đi làm ấy đều rất là tốt rồi. Anh em 4 nhân này, 8 luồng. Thay vì anh em chọn CPU Core i7 đâu, chọn CPU Core i5, dành tiền đấy để mua thêm một thanh RAM cho mình, một thanh RAM 8GB hoặc 16GB nữa để sử dụng
có một cái trải nghiệm tốt hơn. Và cái thứ ba, đối với những bạn có mức chi không phải vấn đề thì các bạn chỉ cần quan tâm tới cái mẫu laptop của bạn đã đủ RAM hay chưa. Nếu mà RAM đã đủ rồi thì không phải quan tâm gì cả, mua về sử dụng. Còn nếu chưa đủ thì hãy mua thêm một thanh RAM tùy ý. Mình sẽ để một đường link tư vấn miễn phí ở ngay dưới phần mô tả của video. Anh em chỉ cần cho mình biết nhu cầu sử dụng và mức chi ra sao, sau đó chúng mình sẽ liên hệ và tư vấn cho anh em mẫu laptop xứng đáng nhất. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn lại anh em ở những video sau.